Thanh ơi, anh yêu em. Đoán gì cái câu này sang tiếng Nhật đấy? Câu này dễ mà, em thấy trên phim toàn nói là I still do. No. Không biết các bạn trẻ hiện nay như thế nào, nhưng mà theo như quan sát của anh á, thì đối với những tầm tuổi 3X như anh này, trong cuộc sống hàng ngày á, ít sử dụng khi mà nói trực tiếp đối với đối phương. Mà cái từ này chủ yếu dùng trong anime này, drama này, hay là trong tiểu thuyết này, em hiểu không? Hoặc là trong những cái hoàn cảnh như là trong tiệc kết hôn này, trong lễ cưới hay là viết thư cho người ta thì cũng có nói đấy. Tuy nhiên để nói trực tiếp thì rất là ít. Hoặc là những cái cách nói mang tính giải thích, như là em có thấy là trong cuộc sống hàng ngày bố mẹ hay cãi nhau nhưng mà không bỏ nhau đúng không? Khi đó chúng ta sẽ giải thích rằng là hay, bởi vì bố mẹ yêu nhau. Sore wa otousan no koto ai shite ru kara ne. Naruhodo. Thế thì trong những trường hợp mà muốn tỏ tình với đối phương ấy, hay là thể hiện cái cảm xúc yêu thương với đối phương thì mình sẽ nói như tỏ nào? Tỏ tình với đối phương thì chúng ta sử dụng suki desu. Hay là khi cầu hôn thì hãy nói là kikon shite kudasai. Hay là vợ chồng yêu nhau thì nói thẳng ra daisuki da yo. Em hiểu không? Ok, hiểu rồi. Thank you nha. Thế là daisuki da yo. Daisuki da yo, thanh chan.